Ok. Để liền. Để ơi, dân cãi nhiều nhiều quá nào. Rồi rồi. Ai là phụ nữ không con? Dạ. Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân vật Sài Gòn và du lịch nhé. Nay mình quay hàng bún bì xào giới thiệu đến cô chú bạn cùng đón xem. Ở đây một tháng bán 2 ngày chay. Địa chỉ ở đây là tại số 158 đường Xóm Chiếu, phường 14 quận 4. Thời gian mở bán từ 6 giờ cho đến 9 giờ. Con 65 ngàn đi dẫn. Cái gò đục. Hà Khanh cột rồi Khanh. Cây dương mình ớt là dạ rồi. Rồi bún xào. Đuôi xào. Người đổ anh quấy. Đậu phộng. Còn bên đây là mì xào. Nè, lấy một chút đi dọn chưa. Ê, bịch nhỏ nhỏ là tầm ăn rồi. Đây con có cái bịch. Con không biết nữa. Đây tới gì vậy? Bao nhiêu? Dạ 22.000 vậy. 22.000 một phần đồng đều hết à? Dạ đúng rồi. Món nào cũng vậy. Đúng rồi. 22.000. Ngon. Đây 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 đây. 22.000. Một cột cây dưới trà giò. Còn nữa hết cái vỏ này luôn đi. Ủa đậu hũ. Ủa gì 22 hả? Ủa gì 22. Chị ăn gì vậy chị? Bác chờ con cái nha. Trời ơi, Khanh ngọt 4 mặt nuôi. 44.000 cái gì ơi. Chả giò nhà mình tự chiên phải không? Hả? Cái chả giò nhà mình tự chiên. Đúng rồi anh, đó mẹ em đang chiên cái chổng á. Đang chiên từ từ, mình bán chiên từ từ mình bán. Dạ, có cô lại 6 ngàn. Bác mình không không chào. Bác ăn nào cho bác? Bún hả con? Ngọt rồi. Thấy mâm bún nè, hấp dẫn. Chất nhìn rất đẹp mắt. Bây giờ chả giò mới chiên xong. Để đổi ra. Lấy ra, lấy ra. Bác lấy bác 20. Thấy nó giòn, rộp rộp. Đây, có bài bạc. Con chiên luôn, giữ luôn, lắng hai hàng một tiếu đi. Cái này thế mình xào với rau cải với cà rốt hả? Đúng rồi. Cái ngọt, cái rốt, cái bắp cải. Rồi bắp cải nữa. Hộp này bình thường anh ha. Đúng rồi. Hai hộp lấy chung luôn. Hai hộp lấy chung đi bà băng. Cho bình ớt vô bà băng. Hộp kia để dưới đi. Đúng rồi, rồi anh để hộp đến để dưới. Hai hộp gì? Rồi chờ em chút. Bún bún. Cho thêm bịch ớt nha bà ba. Rồi ba lấy ớt đi, lấy ớt cho ba đi. Này. Lấy đủ à? Khách ở đây à, mua về không à? Ít ngồi để ăn cả nhỉ. Cái gì ba nữa? Bún bún. Thank you.
hai hộp bún gạo. Rồi chờ coi tí xíu. Bây giờ mình đến đây mới có 6:20 thôi, ở đây cứ tầm 7 giờ đông khủng khiếp luôn đó mình. Cho ngọt uống sao? Rồi chờ con chút xíu nè. Xem rồi. Mấy hộp à? Của chú này 2 hộp rồi mình được tập với. Bún luôn, hộp luôn. Hai hộp bún xào hả trời ạ? Nhiêu mà mình? Dạ 22.000 lấy nước mắm, lấy nước tương cay nha. Dạ. Giờ của chú đủ hả? Có của cô chưa? Cho cô miếng mì đi. Dạ, dạ, cô chờ con chút. À, bớt miếng mì cho cô. Mì không giòn. Mì không giòn. Mì không giòn. Lấy cái tương cay con. Để chú thêm mật ớt đi. Dạ, dạ, dạ. Cô cái này hả cô? Cô miếng mì ấy. Xin đi làm trái giò nữa xin đi. Đem vô trong đi con. Không mì kia rồi. Mì gói hả cô? Ừ không, nửa này nửa kia. Đây đứng đây hỏi tiền đi, hỏi 6 ngàn đi. Đó hết không? 26 ngàn. 6 ngàn. Rồi. Cây nhiều nha. Này có coi em cô à? Đúng rồi. Thôi đừng cắt để luôn đi. Để nguyên hả cô? Ừ. Rồi. Đứng bệnh này gì hỏi tiền đi con. Nè của cô nè. Rồi mình thối cô 30. Rồi thối bà 30 đi xin đi. Thối cho bà 30 đi con lấy 52 ngàn vô. Con gái em đó à? Dạ. Con gái lớn quá thôi. Cao đau cải. Dạ rồi. Tương ớt hợp. Cho bà cho cô như tiếng ớt luôn. Trời của anh 20 rồi. Thôi chú bà cho họ bún xào. Mày mua cái gì đâu? Bún xào. Có không cay. Mùa liên tục. Mới sáng sớm thôi mà rất đông. À, nó hơi lộn xào. Để gỡ ra đây. Của chị nói tôi không cay đúng không chị? Giờ của chị nè nữa. 22 đi. Cái này là cái mới đấy, mới xào xong. Mới chế biến. 28. Bán thì mình trộn từ từ. Ờ. Cứ hết cái nước này trộn từ từ ra. Cái nó thơm quá, à. cái dầu hay cái phi hành hay sao thơm. Cái bà rô anh. Ờ. Giờ bà lấy chút dính về lên và bỏ hộp phụ. 50 hộp hả? Có khách đặt 50 hộp hả? Ờ, có người có khi ta đặt 100 hộp nữa. Ờ, có nhiều người ở đây đặt rất người ta phát từ thiện hả? Dạ đúng rồi anh, ta đặt ta cho, dạ. Ờ. Ai có đặt từ thiện thì cứ đến đây đặt. Có nhận làm đồ chay từ thiện 50, 100, 200 nhận hết. Mấy hộp? 15 hộp 25 hộp. Cô muốn uống nhiều hay chả giò nhiều? Dạ, uống nhiều. Lấy đậu hũ cho thêm chả giò.
khách mua 10 ngàn cũng bán. Bây giờ cô ba ngọt nữa là hai không biết nữa. Chưa thấy mặt nó nè. Chưa có xuống đâu. Có đưa tiền đâu. Rồi, cô ba ngọt đúng không? Lấy chút nữa. Cho đạp uống vô mình cũng cho đạp. Để giờ ông Quang để vô. Ổng nhập viện rồi, mới vô. Chưa nát nữa. Mổ hả? Chưa, nay mới vô nè. Bỏ nước tương vậy. Nè bỏ cho cô ba đi, rồi hai hộp. Cho ta rửa vô lo. Chút nữa lấy 48 hộp. Rồi vô trong đi chứ. Rồi chứ thôi chị. Rồi xong rồi nè chị. Nó 4 hộp nuôi hả? Nuôi của cô 25 ngàn nè. Đây rồi, lấy cái bao tay đi cho bà ba coi. Nè. Thôi có rồi. Cô lấy cô đó ăn gì vậy? Lấy đầy đủ đi. Lấy cái hộp đây. Chị ăn cho cô đũa nha. Dạ, cho cái... Lấy ra đũa cái muỗng đi. Cái muỗng là quý 25 ngàn. Chị đi tổ 25 ngàn. Giờ đông khách là cô phải ra phụ. Đến bây giờ tao giống ai? Dạ. Giỏi giống ai? Đúng mẹ. Tao mẹ đâu. Đây phải không? Đó, hai mẹ con đó. Hai mẹ con thịt. Rồi, chị có 25 ngàn, lấy tiền nhậu. Có gì đưa chị quá vậy nổi. Chị ăn mì gỏi. Cái bạch cơ, cái hộp này. Nè. Từ từ một hộp, hai một hộp túi này. Chị Thanh có lấy, chị Thanh có lấy từ từ hai hộp. Hiểu không? Chị Thanh có chọn. Rồi, tôi lấy tôi tính cho. Cứ ai qua thì Thanh cứ kêu qua. Sẵn con làm luôn, chứ để một chút nữa. Đúng rồi. Làm được cứ làm đi. Làm cái chậu. Có ai với chị kêu qua. Mà bốn hộp nuôi, đổi vào chung đúng không cô? Ờ, hai hộp bốn. Để chú không có người bỏ 50 hộp đâu. Không, em mang cái loa em đọc á, ai ăn đồ chay miễn phí đến đây lấy. Chết. Thì 50 hộp tầm chắc là 10 phút là hết à? Chị ba làm cho chị đó đủ chưa? Đủ rồi đó, hộp nuôi nó đủ đó. 3 hộp, 4 hộp không chị gái? Cái này 28 ngàn. Đúng rồi, 4 hộp 88 ngàn. Nó đứng ra đó nó đưa hộp 22 ngàn. YouTube ở đây nè, đi đâu nó ăn còn quay nè. Nó chưa quay xong. Quay xong. Rồi 2 hộp bún, 2 hộp tôi cũng chẳng khác. Không ăn thử. 2 hộp tôi không ăn thử nha. Rồi 2 hộp bún luôn. 2 hộp tôi nó không ăn thử. 1 bún 1 nuôi với lại 2 hộp bún. Cái này là gì? Bún với nuôi. Rồi còn 2 hộp bún nữa. Rồi trời, em đang làm cho chị này đó, 2 hộp bún của chị. Cái rất đông. Chờ chờ con cái đi chú. Má lấy ba hộp chú, mẹ có muốn cá chơi nuôi hay chị? Mẹ muốn cá. Nè của chị đủ mà lấy là lấy 12 ngàn chưa? Ba hộp luôn không ăn đủ. Đủ chừng đúng không? Đúng rồi, ba hộp luôn á. Nhảy ra đây đưa con đưa đồ qua. Chờ kêu tiếp đi tới chú đi gì ba. Chú Út có hai phần, đây một phần nuôi, bên đó hai phần chú đi rồi cho người về chú Út chú đi. Có hai phần mấy phần nuôi ngoài. 86 ngàn đó cô. 22 ngàn phần đó chị. Không ăn đậu phộng hả gì bà? Không, không ăn tà hủ. Rồi này của anh Út nè. Rồi xong tới gì để học nuôi nè. Có tiền không gì? Thôi là 6 ngàn, sáu thôi là 4 ngàn đi con. Không không chưa chưa để em lấy cho chị cho. Có 4 ngàn. Cho mình đất cây mời đi em. Quý. Dạ. Hai hộp lấy tiền rồi nói cô hai nha, cô xin đi. Dạ biết nào. Gửi trước hai hộp. Lấy tiền rồi. Ngủ ngủ quá cái đó ngủ ngủ. Cái này của chú sô lông này nghe quý. Để cái này của chị này. Rồi tới cái gì tôi ăn gì cô. Tội đại ổn rồi ăn lụm lên con. Con cá thấy mình hết
Nè của chú sau lưng này quý 2 hộp. Nước tương đi bà ba ơi. Đó, nước tương. Ai kêu hộp, gì kêu thêm hộp cũng không có cái giờ vô đúng không? Đi ra nước tương vậy? Cái bào, nói đi. Hộp này là của em này. Giờ có gì 27 ngàn cái gì? Hết rồi không gì? Mấy hộp đây đâu? Này có ai? Của cô nè, tao quý 27 ngàn. Một hộp phải không? Cái này mấy hộp đây vậy bà? Này là một hộp. Này cái này hộp này của anh. Hai miếng gì cũng rưỡi đó. Ừ. Đôi một hộp lên đây Khanh. Nè bún xào được của ai nè thằng quý? Đây bên đây nè, ống xanh này. Không, mình lấy tiền. Bán cho con một bún xào này nha cô. Con mang về. Khách xếp hàng chưa đến 7 giờ thôi mà khách rất đông. Đây đưa cho con nè. Đúng rồi. Đây được có học. Chú đẹp đúng không? Rồi đi đi. Của em có bún không? Nào có ăn bún không á? Đây bún luôn nè. Trên đây. Đây à. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé. Ai có đi ăn bún xào, mì xào, nuôi xào chay thì đi vào 2 ngày 15 và ngày 1. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều. Đưa cho chú.